Xin chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ review. Đây là cái trụ treo đèn để đi cắm trại, dành cho chuẩn bị chơi Noel và Tết Tây, và chơi trong Tết âm lịch luôn. Cái trại rất là chiều. Uống miếng nước bây giờ mình sẽ xui cái hộp này ra. Rồi, cái đầu nào cũng được ha. Hai cái hộp rồi. Hai cái này bỏ qua bên. Nó có tí đều thôi. Cây minh Chrome. Vương vị. Cái đây là mình cắm đất ha. Ráp như sao sao ha. Cái này là cái treo đèn này. Mình treo đèn vào đây. Treo đèn vào đây. Ráp lại ha. Sang trọng. Cái này nó cao 2 mét. 2 mét mấy luôn. Rồi. Đây. Tiếp vào đây. Quá dài luôn. Dài các bạn. Đó. Để dành treo đèn. Ở phần này là cắm đất này. Cắm đất. Mình cắm xuống đất cái lúc ở đây. Xong cả dây mình rút lên. Đây là cái chỗ treo đèn này. Rồi, đại khái là thế. Rửa ra. Rửa ra nhanh thôi.
tháo ráp mình tay nhanh thôi. Ở đây vậy này cắt nước rồi kêu để mình lấy cái đèn mình kêu bằng xe đó nó treo thế này đơn giản thôi đó. Treo vậy thôi hack là mình treo vào đây đó nó là treo thế này các bạn đó. Bật đèn sáng lên đó. Đó mục đích của nó là như vậy rồi. Và xin chào các bạn, mình sẽ làm cái video khác đây là cái giá treo đèn. Một cái xếp vậy thôi. Đó. Cho vào túi thôi. Rồi xong. Cho vào túi là xong. Đen rồi. Có một cái túi này. Bỏ là đi, bỏ ba lô đi thôi. Rồi xong. Xin chào. Tiếp kiệm luôn.